của em nữa nha. Hé lộ nhân vật quyền lực thầm lặng đứng sau hỗ trợ team châu Phi khiến fan hú hồn chim én. Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị ngày mới an lành. Các bạn thân mến, trong những ngày qua, các trang báo ồ ạt đưa tin về team châu Phi, đặc biệt về hành trình về quê và thiện nguyện của Quang Linh tại quê nhà. Tuy nhiên, từ ngày đầu Quang Linh lập kênh YouTube, rất nhiều khán giả tò mò về ekip của team châu Phi làm thiện nguyện, thế lực ngầm nào đang đứng sau team Quang Linh. Để giải đáp những thắc mắc của khán giả, Ánh Sao Vàng xin tiết lộ bí mật trong video ngày hôm nay. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao Ánh Sao Vàng lại biết bí mật này. Thì xin thưa, AD đã theo dõi team châu Phi từ những ngày còn ở giường đá cho đến nay, xem không sót một video của team. Để các bạn không phải chờ đợi đâu, chúng ta vào video luôn cho nóng nhé. Quý vị nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hay và mới nhất. Nhân vật quyền lực đứng sau hỗ trợ team châu Phi. Team Quang Linh Vlogs hay team châu Phi là một nhóm thanh niên Việt Nam cùng các bạn châu Phi đã và đang đi trên hành trình làm thiện nguyện tại Angola, châu Phi và Việt Nam. Ban đầu lúc mới thành lập kênh vào cuối năm 2018 khi ở Sườn Đá, team châu Phi của Quang Linh chỉ có hai thành viên là Linh và Lido. Sau một thời gian, các video Linh đăng tải được nhiều khán giả biết đến và mọi người rất yêu quý những anh bạn da đen vì tính tình hài hước, dí dỏm, kèm những pha trôn bá đạo. Chính vì sự yêu quý của khán giả nên team châu Phi đã kết nạp thêm 4 thành viên mới bao gồm Domingo, Matiloy, Victory và Fendi. Team châu Phi đã cùng nhau đi qua chặng đường dài, cùng nhau ăn, cùng nhau làm, cùng nhau phấn đấu. Vì tương lai tươi sáng, đến nay team cũng đã có những thành tựu nhất định. Trên con đường trở thành một vlogger có sức ảnh hưởng như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực. Vì cộng đồng, việc làm thiện nguyện của Quang Linh xuất hiện từ chữ tâm nên được khán giả và các mạnh thường quân ủng hộ rất nhiều. Sau này, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc của các anh em cộng đồng người Việt bên Angola cũng bị ảnh hưởng. Để giúp anh em đồng hương có thêm thu nhập, team châu Phi đã có thêm nhiều thành viên mới như anh Đông Paulo, anh Hùng Kaka, anh Linh Philip, anh Tiến Nguyễn, Quang Dũng và Công Giáp cùng một số anh em bên ekip hậu trường. Tuy nhiên, ít ai biết được phía sau team châu Phi là một nhân vật quyền lực có tiếng trong giới kinh doanh tại Angola châu Phi. Cách đây một năm, video được đăng tải trên kênh Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi đã hé lộ bí mật này khi anh em trong team Quang Linh lên thăm công ty của doanh nhân người châu Phi gốc Việt. Theo như thông tin Quang Linh chia sẻ, anh Hòa sang Angola lập nghiệp được hơn 20 năm, anh làm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Công ty của anh là công ty tư nhân liên kết giữa Việt Nam và Angola. Vào năm 2018, công ty của anh Hòa rất vinh dự khi được tiếp Tổng thống Angola đến thăm. Sau đây nhiều năm, thấy hoàn cảnh của dân bản địa vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ. Với truyền thống lá lành đùm lá rách, anh Hòa cũng đi làm thiện nguyện ở rất nhiều nơi. Theo mình cảm nhận, anh Hòa là người rất hiền lành, tốt bụng, vô cùng trách nhiệm với cộng đồng người Việt tại Angola. Anh Hòa và những lần giúp đỡ team châu Phi. Trong lần Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đến chúc Tết người Việt tại Huambo, anh Hòa đã mời team Quang Linh cùng người Việt đang làm việc và sinh sống tại Huambo, Angola đến tham dự. Đối với mỗi người con đất Việt, dù đi làm ăn công tác xa xứ, đều mong muốn về sum họp gia đình trong những ngày Tết Nguyên đán. Do điều kiện không cho phép nên nhiều người con xa xứ không thể về quê trong dịp Tết. Để quả lấp nỗi nhớ quê hương, những người đồng hương lao động ở châu Phi đã gặp mặt để cùng ăn Tết, tăng tình đoàn kết, giúp đỡ nhau khi chẳng may gặp hoạn nạn. Trong không khí đầm ấm này ngày cuối năm, anh em đồng hương sum họp quây quần bên nhau. Và đây cũng là dịp cho Quang Linh có cơ hội gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với Ngài Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Như các bạn cũng đã biết, châu Phi là một mảnh đất khắc nghiệt trên thế giới. Cái nắng chói chang, khí hậu khô nóng. Ngoài ra, còn có nhiều dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt rét. Có lần anh Đông Paulo bị ốm nặng, thập tử nhất sinh, gần một tuần. Không ra video phục vụ khán giả được, ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của anh em trong team châu Phi
Thật may mắn, anh Đông Paulo được đưa lên thành phố để chữa trị, được anh Hòa và anh Tiến chăm sóc. Cũng chính vì sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em đồng bào, nên anh Đông đã nhanh chóng bình phục và làm việc trở lại. Tiêm châu Phi với hành trình thiện nguyện giúp đỡ bản làng nghèo Angola. Có lần tìm được các mạnh thường quân ủng hộ tiền để mua 600 bao gạo tặng cho người dân trong bản. Tuy nhiên, với số lượng quá lớn, Tim Châu Phi không biết tìm đâu để mua. Ông trời không phụ lòng người, Tim đã nhận được sự giúp đỡ của anh Hòa. Đặc biệt, anh Hòa còn liên hệ với chủ tịch tỉnh bên đó để hỗ trợ Tim. Có thể nói, đây là sự giúp đỡ quý báu của anh em đồng hương xa xứ. Anh Hòa chia sẻ, mặc dù anh rất bận, nhưng nếu Tim vẫn cần hỗ trợ thì cứ liên hệ tới anh sẽ giúp đỡ hết mình. Không những vậy, vụ việc mà anh Hùng Kaka vướng phải lùm xùm mua bán đất được anh Hòa ra mặt giúp đỡ. Anh Hùng Kaka cùng Tim Châu Phi giúp đỡ các em mồ côi, bãi rửa xe, tặng gạo và thực phẩm cho các em. Nhưng có điều không may xảy ra, nhà nước thu hồi đất của các em mồ côi, cái cần câu cơm cũng không có. Trong cái rủi có cái may, các em đã gặp được anh Hùng Kaka. Để các em có một cái nghề ổn định và nơi làm việc tốt, anh Hùng lên kế hoạch mua một mảnh đất đường để làm bãi rửa xe cho các em. Nhưng thủ tục mua bán đất ở đây rất phức tạp. Anh Hùng liên hệ cho anh Hòa nhờ sự giúp đỡ. Bằng mối quan hệ sâu rộng, anh Hòa đã tìm cho các em một mảnh đất mặt tiền siêu rộng, làm thủ tục giấy tờ mua bán xong phẳng đâu ra đấy. Chúng ta có thể thấy rằng, dù không phải là anh em ruột thịt thân thiết, nhưng cộng đồng người Việt máu đỏ da vàng tại Angola luôn luôn yêu thương, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Tinh thần tương thân tương ái là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được ông cha ta nhắn nhủ qua câu ca dao: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Sự hỗ trợ kịp thời của anh Hòa đã giúp Tim Quang Linh suôn sẻ hơn trong hành trình thiện nguyện tại Angola châu Phi. Có thể giúp đỡ được nhiều buôn làng hơn, tránh những vấn đề liên quan đến pháp lý. Hiện tại, Quang Linh Vlogs vẫn đang tiếp tục hành trình của mình bằng nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa khác. Có thể nói, anh Hòa cùng Tim Châu Phi đang góp một phần không nhỏ để cải thiện cuộc sống nơi đây. Bên cạnh đó, hình ảnh Việt Nam và hình tượng người Việt Nam trong mắt bạn bè cũng đang tốt lên theo hướng tích cực đáng trân trọng. Quả là sống trong đời cần có một tấm lòng biết chia sẻ với khó khăn của người xung quanh, tấm lòng biết đồng cảm với đau khổ, mất mát của người khác. Bởi chỉ có vậy, cuộc đời của mỗi người mới thật ý nghĩa. Tình yêu giữa con người với con người luôn đem đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Với danh nghĩa là người hâm mộ Tim Châu Phi, cảm ơn anh Hòa đã luôn đồng hành và giúp đỡ Tim suốt thời gian qua. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe, công việc phát triển mạnh mẽ. Do anh Hòa ít xuất hiện trên video của Tim Châu Phi, nên AD chỉ thu thập và tổng hợp được những thông tin trên. Các bạn còn biết anh Hòa đã giúp đỡ Tim những việc gì khác nữa thì chia sẻ cho 500 anh em ánh sao vàng cùng biết nhé. Hành trình thiện nguyện của Tim Châu Phi ngày càng được mở rộng ra nhiều bản làng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ trồng trọt, chăn nuôi, đan lát, nghề mộc, xây dựng trường học. Nếu các bạn yêu quý Tim Châu Phi thì qua kênh ủng hộ các Tim. Vâng, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận gì về anh Hòa thì chia sẻ ý kiến xuống bên dưới phần bình luận. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để đồng hành cùng Ánh Sao Vàng, lan tỏa và tuyên dương những tấm gương người tốt việc thiện trong cộng đồng nhé. Cuối cùng, xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.